Bữa nay 7 tây tháng 5 năm 2022, con chào cô chú anh chị nè. Chào tất cả mọi người nè. Sau một cơn sóng ầm ập tới ngày 3 tây tháng ngày 30 tháng 4 thì con làm quá trời. Giao hàng cũng kinh khủng lắm, có nhiều sai sót, có nhiều bình luận hoặc là nhiều người nè, nhiều cô chú anh chị nè đã nói chung là góp ý thật với con thì con cũng biết và từ từ con sẽ sửa đổi lại cái cách bán hàng của con là thứ nhất. Thứ hai là nói chuyện chậm hơn một xíu. Rồi thứ ba là nói chung là đơn hàng nào phải ra đơn hàng đó, số điện thoại phải chính xác, khỏi trục trặc khi nhận cây. Rồi thêm một cái là khi chương trình quà tặng hay bất cứ một cây nào đó, giao khách nào là phải đúng khách đó, không được lộn và lạ. Thì con sẽ rút kinh nghiệm, thì mai mốt con làm việc chi tiết hơn, cô chú thông cảm nha con cái phần đó nha. Rồi bây giờ trước mắt con là cái lô nho đỏ 12 vụ. Trước mặt con là cái cây này. Cây này đang rất là cao và rất là to luôn. Thì con đang bán 1250 là bao cước về tới nhà cho mình đó. Thì con nãy quay cái video rồi, lỡ bấm một cái, bây giờ quay lại. Nên là hồi nãy con đã đánh số 1 cho cái cây này rồi. Đây, quanh nó nằm khoảng 12 nha mọi người. Đó, cây số 1. Cái lô này con bán chỉ 1250 thôi. Đây, cây này đang nhú hoa gọi rụng cái bông rồi. Đó. Cái cây số 2 cái bên cũng vậy, gốc hơi nhỏ hơn. Nhưng mà chung một lô, cô chú anh chị nào thích đó thì vẫn là giá 1.250.000 nha. Cây này nhiều hoa hơn và độ già cây của nó là già cây hơn. Đây. Còn cây một cốt này. Cây một cốt này thì gốc to này, một cốt lên này. Đấy, cũng là lô 1.250.000 luôn. Cho qua cái lô này nha. Còn đi từ từ cô chú anh chị nào, còn những cái cây mà con học đến số mà mình thích á thì mình chụp màn hình gửi qua Zalo cho con nha. Còn không thì gọi điện thoại chấm ngay số nào thì báo con nha. Rồi con sẽ đo hoành chiều cao, kích cỡ và kích thước của cây cho mình. Cây số 3 này rễ nổi nè. Cái lô này cũng 1250 luôn nè. Đấy, cây số 3 rễ nổi nè. Con giao hàng có gì sai sót hay là cô chú không hài lòng, cô chú góp ý cho con nha. Số 3 nè, cây số 4 là cây tứ quý nè. Cây tứ quý già cây nè. Đây, cây búp lông nè. Đó, cái gốc của nó là như thế nha mọi người. Đó, đang nhiều trái luôn. Cây tứ quý này là 2 triệu nha. Rồi, cho qua. Con thấy cây tứ quý số 5 này đẹp nè. Đấy, đánh cái số 5 này. To lắm, tán to, tàn to lắm. Tứ quý thì phải ngưng lứa, tầm khoảng tháng rưỡi mới có lứa tiếp theo nha. Cây tứ quý đó cũng là 2 triệu luôn. Đấy. Xong. Rồi còn qua, con quay nhanh nha, để được nhiều cây hơn. Số 6 này. Đấy, cây số 6 tứ quý nha, tàn to, cao tầm khoảng 2m, 1m8 nha mọi người. Số 6. Ủa rồi số 7 đâu? Số 7 đâu mà có số 8 ở đây rồi trời. Số 7 giờ con không biết nó đâu rồi, nãy con quay hư hết đoạn. Cây số 8 là cây đỏ 12 vụ này này. 2 triệu là con bao cước cho mình này. Đấy, cái lô này là cái lô 2 triệu gốc của nó này. Đó. Con để cây búp lông vô là cô chú biết gốc nó to như thế nào rồi ha. Cây này không sẹo, không xước gì cả. Cây này là 2 triệu bao cước về tới nhà, cây số 8. Cây số 9 là cây tứ quý này, một cốt lên hai chi ra hai nhánh đều và tàn tròn này, cũng là 2 triệu một cây. Rồi ok, cho qua. Cây số 10 là cây tứ quý này đang lột rất là nhiều da luôn. Đó. Nó thẳng lên xong rồi ở trên nó xòe tròn, nhìn nó cũng hay hay và nó cũng đặc biệt. Đó. Rồi xong cái gì ta, 10 rồi, cây số 11 nè. Cây số 11 con đã đánh dấu khi nãy rồi nè. Đấy là cây đỏ 12 vụ. Đỏ 12 vụ cao khoảng 2m2 nha mọi người. Cao khoảng 2m đi, tính 2m thôi. Đây cây số 11 gốc nè. Bỏ trái đi để cho thấy cái gốc. Cái gốc của nó đây ha. Rồi trái chùm chùm hoa lột như thế này. Đó. Rồi cái cây số 11 rồi. À con có cái này. Cái lụ Peru này là bữa con bạn ký gửi kêu con bán hộ. Hàng này là hàng ế. Lụ Peru to như thế này thì con đang bán là 1.1 triệu, bao cước về tới nhà cho mình luôn. Cái lụ Peru này thả xuống đất là nó có trái có hoa liền luôn á. Tại vì chỗ con bị thiếu đất chứ lại để rập quá. Cái gốc của nó đây nè. Đấy, gốc của nó to như thế này nè.
là 1,1 triệu một cây lựu như thế này ha. Vườn con đang còn khoảng 60-70 cây vậy đó, bạn con nó mới gửi vào đấy, to lắm. Rồi ok, còn đỏ này, này một nhánh lên hai nhánh đều, này cũng nhìn giống như tam tài hao hao giống. Lô này thì là một, lô này là 1250, cây số 11 rồi ha, con đánh số 12 nha mọi người. 12 đó, ai thích cái lô này thì báo con, đây gốc đây nha, gốc như thế này, ai thích cây này gọi con nha. 12 1,250 bao cước, 1,250 bao cước. Đẩy số 13 đó, 13 đây, dán lên 13, 1,250 bao cước 13. Rồi ok, cây số 14 nhánh đều, tàn đang ra lại ha. Số 14 14 này là 1,250 bao cước nha. Rồi ok, cái cây đó con bó lộn cho ai không biết nữa. Để con vào đây con quay xem có cây nào đẹp không. 14 14 cây số 15 này, là lô này là 1,250 nha cô chú. Đó, quà tặng là vẫn còn nha, cây này Giáng sinh nhỉ. Có một số bữa hổm là số lượng nhiều quá, con đóng có một số con quên quà luôn á. Thiệt, cái đó là lỗi quá lỗi. 15 cây này, cây số 16, cây này hơi quái quái ha. À, lên xong cái này nó chéo qua đây ha. 16 1,250 bao cước nha. Lô này lô số 16, cây số 16. Đấy. Cây thẳng thì tỏ tàn. 17 luôn, cây này số 17 nha mọi người. 1,250 bao cước nha. Rồi thôi cho con qua cái lô này đi, đi vô trong, tại vì con sắp xếp lại cũng lòi ra số đồ. Có ai thích Việt Quốc không, mua gì gọi con tặng Việt Quốc. Ai muốn lấy Việt Quốc, con có 4 cây. 1,250 bao cước. Lô này là 2,2 triệu này. Cây này đẹp mà, tàn ở trên này. 2,2 triệu. 17 rồi, 18 nho đỏ hôm bữa quá trời trái luôn, con bán hết rồi, còn có một cây hai cây đỏ thôi. Nho vàng này là 5,5 triệu một cây nha, này là 5,5 triệu một cây nho vàng. 18 đánh số vàng này là 19, lô 5,5 triệu, còn lô 6 triệu thì bên đây nha mọi người. 6 triệu một cốt cao hơn, 5,5 triệu nè. Đó, tàn rất là đẹp luôn. Cây nho vàng con bán 5,5 triệu, to ơi là to, đẹp ơi là đẹp. Số 20 là cây nho vàng này nha. Nho vàng thì nó chậm hoa một xíu mà trái to kinh khủng, trái nó như trái vú sữa hoàng kim á. 21 là cây nho vàng này luôn, rất là đẹp luôn, rất là đẹp. Ở cây đỏ này thì chưa hoa nên là con chưa quay cho mình, nhìn nó không có bắt mắt lắm nhưng mà nó cũng khá là đẹp, tàn rất là đẹp luôn. 21 rồi, con đánh số 21 cho mình rồi. Cây tứ quý này rất là đẹp luôn nè, tàn rất là đẹp luôn. Tứ quý này tứ quý to nha, cây này 9 triệu à, cây này hàng bạn con mới gửi vào, 9 triệu cây này. 21 rồi, số 22 nha. Tay con đây. Đấy. Rất là đẹp. Cây này rất là già, cây đang đổ hoa xù xì khủng khiếp luôn.
C22 9 triệu nha cô chú anh chị ơi. Tàn rất là đẹp luôn. Không thể chê được cái cây này. Cái cây này tàn rất là đẹp. Cây này về lên cái chậu khoảng 80, lên cái đôn cao, chân cao nữa là đẹp tuyệt vời. Con còn một cái sung đẹp. Cái sung đẹp 250.000. Dòng này là dòng cẩm thạch nha. Còn sót lại một cây ở đây rất là đẹp. 22 rồi. 23 cho cây nho đỏ rất là xinh này luôn. Bé bé xinh xinh đầy hoa này luôn. 23. 1 triệu bao cước về tới nhà cho cây nho đỏ xinh này nha. Cây nho đỏ này dáng cao vót luôn, cao 1,5 m luôn. Gốc to luôn. 24 cho cây nho đỏ này nha. Bữa nay cô chú anh chị theo dõi cái video của con là con đánh số cho mình đó, nên là mình ráng theo dõi giúp con tới cái cuối clip luôn để có xem mình có được cái cây nào ưng ý không nha. 24. Một nhánh lên này. 25. Cây 25 này 1 triệu nè. Mang gút trong mình, trong cái thân cây luôn. 26 thùng này là 26 nha mọi người. 1 triệu bao cước về tới nhà. Đây cây này nhiều chi nè, ba chi nè. Ba chi 27. 1 triệu bao cước, lô đỏ cây 27 bao cước về tới nhà. Này dán thẳng này, một cốt thẳng này, 28 này. Hai nhánh lên này. 28, 29 này. Mong rằng con tắt video rồi thì ngày mai con bán hết được mấy chục cây nãy giờ con đánh dấu. Còn nhiều lắm, vườn con gom lại tính ra còn bạc ngàn chứ đâu có ếch đâu ạ. À. Bây giờ là ai hết hàng bán với con còn là nhiều lắm luôn á. Nhiều lắm, xanh một rốc trời luôn. Đây, đây chỉ là một cái khúc nhỏ thôi đó. Đó. Con đánh dấu số 29 rồi phải không ạ? À? Cây đỏ 12 vụ này là 1.250.000 này. Đang nhiều hoa này. Đấy, đang nhiều hoa này, 29 rồi, cây này 30 nha. Rồi ok. Cây tam tài một cốt lên, tam tài ba nhánh ba chi này nè. 30 rồi hả? 31 nha. Cây buộc dây lông đen này là 1 triệu, lô này 1 triệu bao cước. Lô bầu này không có dây lông này, bầu to, bầu này không có ong dây này là 1.250.000 bao cước nè. Đấy, rõ chưa cô chú anh chị, rõ chưa ạ? Đây cây này cũng 1,250 này. 1,250, 31 này, 32 này. Cây này cây 32 này. Có nhiều cô chú anh chị hỏi mày là người gì vậy, người miền nào vậy, miền Trung, miền Bắc, miền Nam vậy, mày nói chuyện một hồi mày Nam, mày nói chuyện một hồi mày Bắc, tao không biết mày là người ở đâu. Con là người miền Nam. Bị lai nhiễm khi nghe nhiều cô chú nói chuyện quá. Đây là thành ra con bị lây. Này, cây này cứng cáp gốc đẹp nè. Cây số 7 nè. 30 mấy rồi trời. Để con lại con coi ba mấy cái con đánh dấu tiếp nha. Nói chuyện cái quên. 32 rồi. Con đánh được 32 cây. Cây này đẹp sao bữa giờ quay bán hoài bán không được trời, hay nó ít hoa không bán được. 32 rồi. Cây này số 7 cũ nè. 1 triệu bao cước. 32. Còn cái tứ quý ế này cô chú anh chị nào mua giúp con đi, 1,2 triệu bao cước tới nhà. Cao nó to, nó bự lắm, bự hơn con nữa, cao hơn con cỡ 1,7 m, 1,8 m. Rồi bích trường rồi sao qua. Có cái tứ quý này 1 triệu con cũng thấy khá đẹp. 32 rồi nha mọi người. Một cốt ra nhiều nhánh, tứ quý cỡ như vậy là đẹp lắm rồi. 32, 33.
Tư Quý 33, 1 triệu bao cước về tới nhà. Tối dữ vậy. Ai thích dạng bụi tùm này không? 34, 1.250.000 nha. Con còn vú sữa Mika thôi, tắt ngọt con hết rồi mọi người ơi. Còn nhiêu vú sữa đó đó. Ở dưới thì con còn nhiều nha. Con còn gì nữa trời. Nhiều thứ quá, nhiều khi con cũng quên. Chanh Mỹ con còn này, nho giống nè. Cô chú anh chị nào thích xin nho giống thì con tặng nho giống cho mình. À, chanh thì phải thêm tiền cước cho con, tại vì cái bầu bự quá. À con có cây này nè. Rất mẹ. Rồi dính với cái cây chanh này. Cây Tư Quý này giờ bán nhiêu trời. Để con cây nó để con kéo ra nha. Mọi người thông cảm từ từ đợi con nha. Cây Tư Quý này để con bán giá hữu nghị cho mình về mình trồng. Hai cây này không bao cước. Cây này nhiều tàn hơn, cây này ít tàn. Hai cây này bán giá 500 ngàn không bao cước, thanh lý luôn á. Đã từng hoa trái rồi. Lô Tư Quý này là lô Tư Quý đã có trái hoa rồi. Dâm cành mà, rễ nè. Nhìn rễ là mình biết rồi nha. Dâm cành 250 một cây, hai cây 500. Ok không? Không bao cước. Khi con giao là con nhổ cái bầu này ra, cái bầu này to dữ lắm. Con nhổ ra nó có một cục đất chút à. Đâu có nhiều tiền cước đâu. Cô chú nào xài hai cây Tư Quý đó gọi con nha. Có hai cây à. Để con xem có gì thanh lý nữa không. Hết rồi, hết hàng thanh lý rồi mọi người ơi. Con có một số đồ thanh lý mà sợ cô chú không có mua được. Nó tồi tệ quá. Nhìn nó thấy gớm quá. Đây này, con có cây nho này nè. Trời ơi, con về cái lô này có một mình ên nó thôi, độc nhất vô nhị luôn. Trời ơi, dở một cái nhỏ trần truồng luôn, không có quần áo gì hết trơn. Dáng cực kỳ đẹp luôn. Đẹp không? Mà nó bị giống như phong cùi. Rất là đẹp cô chú. Rất là đẹp. Mà bị thẹo nhiều thôi. Quá trời thẹo luôn. Thẹo này đang cuốn da từ từ nè. Bây giờ con không biết bán nhiêu giờ nè. Đây con gửi cho mọi người xem nè. Đó, nó đang cuốn da này thấy không? Đấy, đây, đây, chấm màn hình nè cho coi rõ nè. Đấy, cuốn da này thấy chưa? Đẹp chưa? Đó. Đó, chồng con chét keo liền xẹo cuốn da hết trơn nè. Đó. Cây nho này rất là to luôn này. Ngày trước con bán 2,5 triệu một cây nho này. Bây giờ con bán tất tần tật hết, chỉ còn một mình ên nó. Quá trời xẹo luôn, nó còn lại đây. À. Đây, đây nè, con gửi cho mọi người xem nha. Đó. Liền da này, đấy, thấy không? Liền xẹo nè, đó. Thấy chưa, đã chưa? Liền xẹo chứ không phải nhìn vậy thì gớm đâu nghe, không có đâu nha. Tút lại nha, giống như lột da vậy, nó trắng. Trắng đẹp lên liền đây, liền xẹo nè, thấy không? Liền rồi nè, đó. Cây này bây giờ nếu con bán giao du cho cô chú chơi cho vui này. Cây này là thật sự bán 1 triệu không bao cước cái cây này. Đẹp khiếp luôn. Đẹp lắm luôn á, nhưng mà thẹo thôi, nhưng mà thẹo này đang liền da. Về chiếc keo Mỹ Tiến thường thường cho nó lột da như con lột, vậy là cô chú thấy nó sẽ đẹp ngay. 1 triệu cái cây này, ngày trước con Kiều bán 2,5 triệu. Chiều cao của cây này nằm ở 2m. Tán rất là đẹp, lô này là một cốt thoát thân, lô già cây này siêu VIP, ngày trước con Kiều bán 2,5 triệu đấy. Mà về ôm cái cây này nó bị tróc da quá trời, nhưng mà hoa khủng khiếp lắm nha nè. Cô chú thấy nè, hoa giả mang không? Đây, nó đang liền da nè, thấy không? Đó, con chép Mỹ Tiến này. Đó, đang kéo da từ từ hết. Đang kéo da này. Con gỡ ra này ha, có thời gian là con sẽ gỡ mấy cái này, nhìn nó sẽ xấu nhưng mà gỡ ra nó sẽ đẹp. Mình chét cái keo mới vào nha. Đây. Đó. Cô chú nào muốn chơi hàng lũa không? Chơi hàng lũa thì lấy em này nha. Rồi. Con chào cô chú nha, video của con 20 phút rồi. Này, cây này bữa nay ra lá già rồi nè. Già rồi. Rồi con chào cô chú, hẹn gặp lại. Chồng con 15 tay bay rồi. Thì chắc cỡ 20 tay là con có hàng mới về. Con chào cô chú nha.